Rồi, hello mọi người, là đám Mr. Phạm tôi đây mọi người. Hôm nay thường sẽ quay cho quý anh chị một căn 2 phòng ngủ 55m² ở tại căn hộ Santana Thủ Thiêm cả nhà. Căn này đang cho thuê giá 11 triệu. Chủ đầu tư đã chủ nhà đã vào cho quý anh chị là 3 cái điều hòa. Hoàn thiện bếp, kể cả bếp trên bếp dưới. Bồn rửa tay, bình lọc nước. Cái căn này thì nó sẽ có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ha. Bên phía tay phải của mình sẽ là một căn phòng ngủ lớn. Đó, căn phòng ngủ khá là lớn ha, có cửa sổ ra ngoài luôn. Rất chi thoáng, địa chỉ là 36 Mai Chí Thọ này cả nhà. Căn này đang cần người cho thuê và có thể ở được liền. Đó, căn này thì trong nhà vệ sinh thì full thiết bị vệ sinh. Có bình nóng lạnh đầy đủ ha. Đó. Này, tiếp theo đây là cái không gian phòng khách. Không gian phòng khách cũng khá là lớn và view thoáng ha. Nó sẽ có view rất chi thoáng, view ra ngoài. Hướng này là view này là hướng đông nam. Đó, tiếp theo đây là cái phòng ngủ master. Gồm có nhà vệ sinh bên trong luôn ha. Đó, căn này thì vuông vức. Phòng master thì vuông vức hơn, cũng có view rất chi đẹp ha. Đây, giờ sẽ quay view ngoài đây. Bên này là đường Lusso Brescia này. Đó, đây là khu thành Mỹ Lợi Phoenix. Rồi, đây giờ để quay video đây. Đó, đây là nhà vệ sinh trong phòng master ha. Căn này thì rất giá rất chi tốt, thì có điều hòa, có rèm, có đầy đủ rồi. Quý anh chị có thể vào ở luôn được. Giá 11 triệu quý anh chị. Quý anh chị mà quan tâm thì có thể liên hệ với Mr. Phạm Thường theo số điện thoại là 0868545455 ha, để Thường hỗ trợ quý anh chị ha. Rồi, chắc Thường sẽ dừng video tại đây. Quý anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì nhớ đăng ký kênh YouTube, TikTok, Facebook của Mr. Phạm Thường để đồng hành cùng Mr. Phạm Thường. Rồi, chắc Thường sẽ quay một vòng nữa để cho quý anh chị hình dung lại căn này ha. Đi vào đây thì là một cái cổng vào này. Không gian bếp này, phòng ngủ 1, nhà vệ sinh, phòng ngủ master, phòng khách. Rồi, mọi thông tin thì có thể kết nối với em Thường theo số điện thoại là 0868545455 ha, để em Thường luôn đồng hành cùng quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn và xin chào.